A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay A về Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh để tiếp tục với chuỗi kiến thức của bài số 3, văn bản thông tin, ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em đi soạn bài, tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của bài học, đó chính là phần định hướng. Các em cần phải lưu ý, khi nghe người khác thuyết minh, giải thích một hiện tượng tự nhiên để có thể nắm được nội dung thông tin, chúng ta cần phải biết tóm tắt ý chính của người nói. Tóm tắt ý chính của nội dung bài nói cũng giống như việc chúng ta tóm tắt ý chính của một văn bản viết. Về độ dài có thể khác nhau, nhưng cần phải nêu được các ý chính của văn bản trình bày. Kỹ năng tóm tắt văn bản có tác dụng rất lớn trong việc giúp các em nắm bắt nội dung chính của bài nói, rèn luyện kỹ năng tìm ý, lập dàn ý khi thực hành nói hoặc viết kiểu bài này. Muốn tóm tắt được ý chính của bài trình bày, các em cần phải có những lưu ý như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải chú ý nghe kỹ nội dung thuyết minh giải thích mà người nói đã trình bày. Thứ hai, tùy theo yêu cầu tóm tắt để có thể lựa chọn và ghi lại các ý chính theo hệ thống từ các ý lớn cho đến các ý nhỏ và các ví dụ minh họa tiêu biểu. Phần số 2 đó chính là phần thực hành. Bài tập trong sách giáo khoa đặt ra cho các em như sau. Nghe bạn thuyết minh giải thích hiện tượng núi lửa, ghi lại các ý chính của bài thuyết trình đó. Với nội dung bài tập đã đặt ra, chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo các bước như sau. Bước đầu tiên đó là bước chuẩn bị. Các em vui lòng xem lại nội dung thuyết minh giải thích một hiện tượng núi lửa mà chúng ta đã làm ở phần viết và đồng thời chú ý các hướng dẫn trong mục định hướng mà cô vừa trình bày để nắm được cách tóm tắt ý chính khi lắng nghe. Bước số 2 là bước thực hành nói và nghe. Sau đây thì cô sẽ đưa ra cho các em tham khảo một mẫu bài tóm tắt như sau. Ý lớn đầu tiên Núi lửa là ngọn núi có miệng ở đỉnh, các chất khoáng được nóng chảy với nhiệt độ và áp suất cao bị phun ra ngoài. Ý chính thứ hai, một ngọn núi lửa hoàn chỉnh sẽ có cấu tạo gồm 7 bộ phận. Ý chính thứ ba, phân loại núi lửa. Dựa theo hình dáng, chia ra làm núi lửa hình chóp và núi lửa hình khiên. Dựa theo dạng thức hoạt động, chia ra làm núi lửa thức, núi lửa ngủ và núi lửa chết. Ý chính thứ năm, hoạt động của núi lửa đá nóng chảy liên tục được đẩy lên phía trên, những ngọn núi liên tục tăng về độ cao. Khi áp lực của các dòng chảy magma phun trào lên trên qua miệng núi thì gây ra hiện tượng núi lửa phun trào. Ý chính thứ sáu, tác hại của hiện tượng, đó là làm biến đổi môi trường sinh thái, suy giảm tài nguyên sinh học của vùng bị ảnh hưởng, tăng tính nhạy cảm của những thiên tai nguy hiểm. Lợi ích của hiện tượng đó là các mỏ khoáng sản phong phú, năng lượng địa nhiệt, đất đai tơi xốp và màu mỡ. Và bước cuối cùng đó là bước kiểm tra và chỉnh sửa. Ở bước này thì cô đã hướng dẫn rất các em rất là cụ thể và chi tiết ở nội dung của bài số 1 phần nói và nghe. Ở trong sách giáo mục D, trang số 36, các em có thể quan sát và kiểm tra đối với nội dung bài tóm tắt của mình nhé. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe video bài soạn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về sách